Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại đến với channel của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trở lại đến với tựa game Katasai. Thì phải nói là rất lâu rồi mình mới quay một cái video chỉnh chu cũng như là về tựa game Katasai này. Thì dạo gần đây, dạo này là deadline khá nhiều anh em ạ. Và cũng như là sắp hết kỳ học một học kỳ rồi. Đấy nên là việc mà kiểu mình chạy deadline cũng như là ôn tập để việc kiểm tra các kiểu ấy, để chống rớt môn các kiểu thì cũng khá là mệt mỏi anh em. Thì trong video hôm nay mình sẽ thông báo luôn là nếu như video này được 250 like thì ngày mai mình sẽ chơi khô máu anh em ạ. Thì anh em không biết thì ngày mai chúng ta sẽ có cấp phiên 6, thì theo những người đồn đó là ngày mai chúng ta sẽ có cấp phiên 6 anh em ạ. Rồi chưa kể là những nhân vật mới này, Alex này, Shadow Hound này, nói chung là nhiều anh em đồng đá như vậy. Mình không quan tâm ngày mai có con gì. Đấy, ngày mai có con gì thì mình sẽ quay con đó, mình sẽ chơi khô máu luôn. Ngày mai có Awaken thì mình sẽ chơi luôn Awaken. Đấy, nói chung là ngày mai có bao nhiêu con mới mình sẽ lấy hết. Đó thì để mình show cho anh em hiện tại xem là mình sẽ có những gì nhé. Đầu tiên là 7000 kim cương. Là tầm nếu như mà chơi quay quay cần là được thêm 10 lần nữa này. Thêm 11 lần nữa để xem. Để mình vào kho đồ cho anh em xem là mình có con gì nhé. Để mình đâu rồi, kho đồ để đâu ta. Rồi đây, storage. Rồi, mình cho anh em xem. Thứ nhất là mình hiện tại đang có tầm 49 vé hả? 49 vé thì cũng không nhiều nhận gì nhưng mà nó cũng có. Đây cũng có. Rồi 483 vé là tầm 20 lần quay này. Đấy, rồi thêm 7000 kim cương nữa. Đấy là những tài nguyên mình tích được trong mấy tuần này, kiểu giờ này là giờ này mình không có thời gian chơi nên là chỉ tích như đó thôi. Còn trong ngày mai không biết mình có tích thêm được bao nhiêu thì mình chưa biết. Đấy, nếu ngày mai mà anh em muốn mình vừa livestream mà vừa quay ấy, thì anh em cho mình lên 300 like. 300 like thì mình ngày mai mình vừa livestream mà vừa quay, còn 250 like là ngày mai mình sẽ chơi khô máu luôn. Đấy, ok thì video tới đây thôi, mình chỉ thông báo vậy thôi. Thì cảm ơn anh em đã ủng hộ và cũng như là vẫn còn subscribe kênh mình. Để chúc anh em một buổi sáng tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại.